Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Vi Hoàng và hôm nay mình sẽ chơi game Candy Crush Soda Saga. Hôm nay mình sẽ chơi 1/3 hôm nay mình sẽ chơi là màn 121 đến màn 135. Và mình sẽ cố gắng vượt một màn 130 này với một item. Bắt đầu thôi. Một item nghĩa là một lần chơi đấy. What? Ok, go. Chocolate. Ok, go. Mình nãy là tôi nhắn một đứa nào đó. What? Tạo hai sô-cô-la cùng lúc rồi. Ok, what? Hai lớp luôn. Wow. Tasty. Có vẻ hơi bị khó rồi đó. Nhưng mà không gì đó cũng thể khiến mình trùng bước. Để xem, what? Ok. Ok, thẳng. Divine. Juicy. Để xem. Thẳng đây. Tasty. Có vẻ mình phản ứng hơi bị chậm lại. Soda Crush. Divine. Divine. Vẫn chưa ra một đường, vừa nói xong ra một đường mất liền. Ok. Next level. Tốn 3 phút cho một level, quái. Okay, let's go. Chocolate. Chocolate. What? Để xem có thể dùng gì đây. À đây. Tasty. Mà kệ, dù sao mày này cũng dễ. Divine. Mấy màn mới mua thì khá là dễ. Juicy. Không. Juicy. Juicy. So okay, delicious. Không. Yes. 3 sao nổi hay không? Soda Crush. Yes. Khả năng cao là lên nữa 3 sao. Divine. Ok. Next level.
hôm nay là cái khác không phải Color Bomb. Honey. Cũng được. Sáu màu kẹo. Wow. Mình cứ tưởng là win luôn rồi chứ. Juicy. Ok, mở. Win. You save the beast. Soda Crush. Ok, level tiếp theo. Level tiếp theo nào. Một trăm hai mươi bốn. Let's go. Wow. Bè cá luôn cơ. Cá. Rip. Rip. Rip cái hai. Divine. Lên. Mình còn nắm một con cá. Tiếp theo còn thả một con cá rồi. Dây con cá ở đây. Lát. Ok, lên được rồi. What the fuck, lát. Lên. Lên đây luôn rồi. Tasty. Ở đây không thể tạo kẹo sọc dọc được. Juicy. Ok, có con cá này vậy. Để xem con cá ơi. Bên này, à bên này còn được rồi. Ok. Lên. Con cá cuối cùng. Lột con gấu cuối cùng chứ. Off. So delicious. Okay. Let. Juicy. Năm lượt sao? Bốn lượt, ba lượt, cá. Hai lượt. No. No. Lại một tập nữa mình không thể thay lấy được cái vườn biển thật. Bubble. Ok, lên đỉnh chưa? Divine. Chưa. Juicy. Lên đỉnh rồi. Tasty. Ok, lên đỉnh chưa? Off. Còn 25 nữa. Ok, còn 23 lượt mới lên được đỉnh.
Yes. Trong này không có kẹo màu ấy, màu xanh lá cây. Ok, lên. Hơi quá. Mình còn một con cá đây. Ok. Còn 10 lượt cuối cùng. 10 lượt cuối cùng vừa để vừa tạo cá vừa thắng nè. Lên. Để xem. Ok. Sọc nha. Tasty. Cá. Còn 2 lượt. 1 lượt. No. Không thể thắng rồi. No. Lại bị xuống một lần nữa. Bubble. What? Rồi nhỏ đi. Lên. Tasty. Tasty. Ok, con cá. Mình muốn tạo thêm vài con cá nữa. Ok, con cá. Ok, con cá. Hai mươi lượt sao? Ok, con cá cuối cùng. Để xem. Đây. Đó. Một cam. Hoặc là con cá, hoặc là color bomb. Mình cần một trong hai. What? Vinh mạnh. Juicy. Còn 8 lượt. Lần này cũng ít hơn hồi nãy nữa chứ. Juicy. Lên. Juicy. Khó thắng lắm rồi này. 4. 4 lượt. So delicious. So delicious. Lượt cuối cùng. Theo mình tính toán, ấy 1 gram thì mình vẫn không thắng. Ấy 1 xanh thì mình có thể thắng. Để xem. Nếu mà tục tục vẫn không thể thắng. Còn này thì mất hết rồi thì vẫn không thể thắng. Cái này đi. Ai. Không có may mắn nào cả. Lại xuống nữa rồi. No. Sắp hết, còn vòng rồi. 33 lượt. Bubble. Nổ ở đây thì không có được cái lợi gì hết.
vẫn không thể tránh khỏi buồn ngủ. Juicy. Đây, ok. Quắc lên. Juicy. Còn 24 move. Ai. Lên. Juicy. Rồi, mình đá cái này đi. Ai. Tasty. Có con cá nào không? Cái này cũng được, ok. Lên. Rồi bắt. Ok, thế này cũng được. Còn 14 lượt. No. Lên. Tasty. Cá. Rồi, lên. Còn 10 lượt. 9 lượt. 8. 7. 6. Ai. 4. Rip. Còn 2 lượt. Vì không thể nào mình thắng nổi mà. No. Yes. Lần này mình dùng 2 này. Lần cuối, đây là mạng cuối cùng của mình. Lên. 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 Sao đây? Lên. Còn lắm một con cá. Juicy. Này, cái này cũng được. Ai con cá nó ở đây sẵn rồi mày. Rồi, lên xuống. Xuống. Đây. Mày. Juicy. Kiểu này sao chơi? Ok, lên, còn 10 lượt cuối cùng. Nó lên trên cùng rồi. Juicy. Mê. Lên. Juicy. Hay lượt sao? Nổ. Mê. Fuck my life. No. Rip rainbow. Không thể rồi.
Yes. Rip Rainbow. Oh. Và Rainbow nó đã ra đi. Đừng mình. Mình không thể chơi tiếp được vì mình đã hết mạng rồi. No. Mấy thì cái bàn này không khó mà tại sao tôi lại xui vãi chữa. Ok. Ok, mình sẽ kết thúc video này tại đây. Nếu các bạn thích series này của mình hãy để lại một like, một share. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo mới nhất về video của mình. Bye bye.